Đây là chiếc camera hành trình siêu nhỏ gọn đến từ thương hiệu Easycam với khả năng quay video lên tới 4K cộng với khả năng chống rung là Gyro Super Smooth cùng với cái việc chuyển đổi linh hoạt quay theo kiểu màn hình ngang và quay theo kiểu màn hình dọc. Nhưng cái giá của nó chỉ tầm khoảng hơn 2 triệu rưỡi thôi, một mức giá cực kỳ tốt. Và đây chính là chiếc camera hành trình Easycam C200. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review cũng như là đánh giá chi tiết về cái em camera hành trình này nhé. Và vào việc thôi. Và nói về phần thiết kế thì cái điểm ấn tượng đầu tiên của mình khi mà nhìn vào cái chiếc camera hành trình này là thay vì nó nằm ngang thì kem Easycam C200 nó là hình trụ đứng với kích thước cái chiều dài của nó là 68mm, chiều ngang của nó là 34cm và cái chiều rộng của nó chỉ có 26,5mm mà thôi. Rất là nhỏ, rất là gọn luôn. Dành cho những các bạn không biết thì Easycam C200 là phiên bản nâng cấp từ Easycam C100. Mà C100 là cái chiếc camera hành trình dạng thumb camera, có nghĩa là nó chỉ có một cái chiếc camera để quay thôi, chứ không có một cái màn hình hiển thị cũng như là không có bất kỳ cái nút bấm nào khác ngoài nút bấm quay chụp. Cho nên đây là một cái phiên bản mình nghĩ là nâng cấp khá là hoàn hảo từ Easycam C100. Và ngoài cái sự nhỏ gọn của cái em Easycam C200 này ra, cái điểm mà mình ấn tượng hơn về mặt thiết kế của nó đó chính là cái sự hoàn thiện của nó các bạn ạ. Ở phía trên là cái len, ở phía dưới là một cái nút để bấm quay chụp cũng như là cái nút để chúng ta thực hiện những cái thao tác. Và khi mà các bạn mở nguồn cái em camera hành trình này lên cũng như là các bạn sạc pin thì nó sẽ cho chúng ta một cái đèn LED hiển thị màu xanh ở đây. Và ở bên hông phía bên phải thì chúng ta sẽ có hai nút, một nút là nút M, nút chức năng. Và cái nút ở dưới là cái nút để chúng ta kết nối wifi để sử dụng trên cái ứng dụng Easycam Zone của nó để điều khiển trên smartphone. Và ở phía mặt còn lại đó chính là nơi để chúng ta có thể gắn thẻ nhớ cũng như là sạc pin thông qua cái cổng USB-C. Và một thông tin thêm dành cho các bạn là cái chiếc Easycam C200 này chúng ta không thể thay pin được nha các bạn. Và cái việc không thể thay pin cũng dễ hiểu ha, bởi vì đây là một cái thiết kế nguyên khối với khung kim loại giúp cho chúng ta trong cái việc mà bảo vệ cái em camera hành trình này tốt hơn, đặc biệt là nó có thể chống chịu nước tốt hơn. Khi mà cái chiếc Easycam C200 này nó được trang bị cái khả năng chống nước lên tới là IP68. Với IP68 thì chúng ta có thể thoải mái vô tư ở trong cái khoảng cách là 5m lặn sâu ở dưới nước khi mà không dùng ốp. Và khi mà các bạn dùng ốp cho sẵn của cái em C200 này thì chúng ta có thể lặn sâu lên tới là 30m luôn. Và pin của kem Easycam C200 này thì nó có cho chúng ta một cái viên pin lên tới là 1200mAh. Và cái tính năng của nó rất là hay, đó chính là cái tính năng tiết kiệm pin được thiết đặt sẵn ở trong cái chiếc camera hành trình này luôn, cho phép chúng ta có thể quay ở cái độ phân giải là Full HD lên tới là 150 phút ở trong cái điều kiện tiêu chuẩn. Thật sự thì với 150 phút hơn 2 tiếng rưỡi thì quá là tốt so với một cái chiếc camera hành trình giá rẻ, đúng không nào? Và một tín hiệu vui đó chính là cái chiếc Easycam C200 này đã cho chúng ta một cái cách sạc Type-C, nó giúp chúng ta có thể sạc được nhanh hơn nè, cũng như là tiện lợi hơn trong cái việc truyền tải dữ liệu. Thì đây là một cái tín hiệu vui như mình nói, bởi vì là những cái chiếc camera hành trình giá rẻ thông thường thì nó sử dụng cái cáp sạc là micro USB đó, chứ không được Type-C nha các bạn. Cho nên cái việc mà C200 nó cho chúng ta một cái cáp sạc Type-C như vậy chứng tỏ là Easycam C200 rất là được nhà sản xuất đầu tư về cả phần lượng và cả phần chất luôn. Và đó là về cái mặt thiết kế. Bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với những cái tính năng thú vị ở trên kem Easycam C200 này nhé. Và ngoài cái việc quay lên tới 4K cộng với khả năng chống rung thì kem Easycam C200 này nó còn cho chúng ta một cái tính năng mới gần như là lần đầu xuất hiện trên những cái dòng camera hành trình của thương hiệu này luôn. Đó chính là cái việc chuyển đổi quay linh hoạt giữa màn hình ngang và màn hình dọc, nghĩa là tỷ lệ 16:9 và tỷ lệ 9:16. Như các bạn biết rồi, nền tảng TikTok phát triển như vũ bão hiện tại, nó kéo theo là những cái thương hiệu camera nó cũng cho ra đời những cái tính năng mới, trong đó có cái tính năng là quay theo kiểu màn hình dọc. Và dĩ nhiên cái tính năng này nó không phải là rớp lại từ cái tỷ lệ 16:9 như là những cái chiếc camera hành trình khác, mà đây hoàn toàn là một cái tỷ lệ chuẩn 9:16 luôn.
Từ đó thì khi mà chúng ta quay ra, nó sẽ cho chúng ta một cái góc rộng hơn, và cái cảnh quay của chúng ta nó sẽ được đẹp, nó được bắt mắt hơn, cộng với khả năng chống rung của nó nữa. Cho nên đây là một trong những cái tính năng mới được update ở trên cái chiếc SD-Cam C200 này mà những cái chiếc camera hành trình khác không có được. Và một số tính năng khác có thể kể đến, nhưng mà nó sẽ giúp ích hơn cho cái việc chụp hình. Đó chính là nó có cái khả năng là nhận diện khuôn mặt khi mà chúng ta chụp hình, để giúp cho nó focus vào người nhiều hơn thay vì cảnh. Và ngoài ra thì nó còn nâng cấp cái khả năng chụp hình đêm, cho chúng ta một cái hình ảnh nó được đẹp hơn, nó được sáng hơn là so với những cái chiếc camera hành trình mà không có khả năng chụp đêm ha. Và đó là về những cái tính năng quan trọng cũng như là nổi bật của kem SD-Cam C200 này. Bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với cái việc là test thực tế cái khả năng, cái chất lượng thực tế về cái mặt quay video. Và video các bạn đang xem ở đây là video mà mình quay bởi SD-Cam C200, mình đã bật gyro chống rung cũng như chỉ quay ở cái độ phân giải mình nghĩ là ổn định nhất của cái chiếc camera hành trình này, đó chính là Full HD với 60 khung hình trên giây. Và đi sâu về cái mặt chống rung thì với cái khả năng chống rung là gyro của cái em C200 này thì mình nghĩ nó chỉ dừng ở cái mức tạm ổn mà thôi. Các bạn có thể thấy khi mà chạy ở một cái đường bằng phẳng thì cái việc chống rung của nó cơ bản là cũng đã đủ cho chúng ta rồi, nhưng mà khi mà mình qua những cái bậc thang hoặc những cái đoạn đường xấu hơn thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là hơi giật lắc một xíu. Thế nhưng mà hôm nay trời nó lại không được đẹp lắm, khá là u ám cho nên nó hơi bị thiếu sáng. Mình nghĩ nó cũng đã một phần ảnh hưởng đến cái việc chống rung của chiếc camera hành trình này. Nhưng chung quy lại thì về cái mặt chống rung thì mình cũng chỉ nghĩ ở cái mức vừa phải mà thôi, so với cái mức giá tiền thì chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được, chứ không quá xuất sắc cũng không quá ao trình so với những cái chiếc camera hành trình khác giá đắt hơn cái chiếc SD-Cam C200 này. Và một phần mình hơi đáng tiếc một xíu ở cái em C200 này, đó chính là cái phần góc của nó các bạn. Thì cái góc rộng của nó chỉ có 154 độ thôi. Đó, so với những cái chiếc camera hành trình khác 170 độ thì nó sẽ hơi thua thiệt một xíu. Nhưng mà 154 độ thì cũng đã đủ rộng để chúng ta có thể bao quát được những cái cảnh quay rồi. Và dĩ nhiên với cái sensor của Sony cũng dùng cái cơ chế mới thì chúng ta hoàn toàn có thể zoom tự động ở cái nút bấm. Đó, các bạn chỉ việc chuyển sang cái chế độ video và các bạn zoom lên thôi, thì chúng ta cũng có thể đã zoom lên được một xíu so với là cái góc ban đầu rồi. Và như ban đầu mình thông tin thì cái chiếc SD-Cam C200 này có thể dễ dàng chuyển đổi giữa quay theo tỷ lệ ngang và quay theo tỷ lệ dọc. Thì video các bạn đang xem ở đây là mình đang quay ở cái tỷ lệ dọc 9:16 của chiếc camera hành trình này. Thật sự thì với một cái sensor lớn cộng với một cái ống kính lớn hoàn toàn giúp cho chúng ta trong cái việc mà quay theo cái tỷ lệ dọc một cách xuất sắc luôn. Nó không bị crop lại như là những cái chiếc camera hình khác, mà nó vẫn giữ cho chúng ta một cái góc rộng nguyên vẹn là 154 độ. Tất nhiên thì nó sẽ theo cái tỷ lệ dọc từ dưới lên trên rồi ha. Và mình nghĩ với cái sự phát triển của những cái nền tảng quay video dọc thì một cái video dọc các bạn có thể dễ dàng đăng lên TikTok, và các bạn có thể dễ dàng edit và đăng trực tiếp lên TikTok luôn mà không cần phải edit lại hoặc là không cần phải crop lại từ cái tỷ lệ ngang ha các bạn. Đó, nó sẽ cho chúng ta bao quát nhiều cảnh hơn và quay video nó đẹp hơn. Nhưng mà lưu ý một điều thì khi mà các bạn chuyển sang tỷ lệ dọc thì chúng ta chỉ có thể quay được ở cái độ phân giải là 2K với 30 khung hình trên giây, cộng với là Full HD với 30 khung hình trên giây mà thôi. Chúng ta không thể quay lên được 4K cũng như là không thể quay được 60 khung hình trên giây, cho nên các bạn lưu ý khi mà các bạn đã chọn sang cái tỷ lệ dọc rồi thì các bạn phải chấp nhận cái điều là cái độ phân giải nó sẽ bị hạn chế một xíu. Và thật thiếu sót khi nói về cái chất lượng hình ảnh mà không nói về phần âm thanh đúng không? Thì đây là một cái video test về âm thanh khi mà mình gắn lên người và mình chạy xe ngoài đường, các bạn cùng nghe nhé. Và như mình đã chia sẻ thì âm thanh một phần nó sẽ quyết định đến cái chất lượng tổng thể của một cái chiếc camera, và đặc biệt là camera hành trình nữa. Việc mà nó đã thay đổi cái vị trí, thay vì so với một chiếc camera, cái vị trí thu âm, cái vị trí của cái microphone nó nằm ở phía trước, thì với cái em C200 này nó đã được nằm ở trên phía trên rồi nha các bạn, ở trên phần thân của cái chiếc camera luôn. Và ở cái vị trí này nó đặc biệt thích hợp dành cho những cái bạn mà đi phượt hoặc là các bạn làm motovlog, các bạn vừa đi các bạn vừa nói chuyện á, thì âm thanh khi mà chúng ta nói nó sẽ focus vào cái giọng nói của mình tốt hơn và nó lọc hồn hai bên ok hơn so với lại là cái vị trí mic nó đặt ở phía trước ha. Cho nên mình nghĩ đây là một trong những cái lợi thế của cái chiếc camera hành trình này về khoảng âm thanh. Mặc dù cái âm thanh khi mà thu vào nó vẫn còn hơi nhỏ, nó khá là nhỏ, nhưng mà cái việc xử lý cái tạp âm tiếng ồn cũng như là tiếng xe của nó khá là tốt, cũng là một trong những điều mà mình rất là thích
ở cái chiếc camera này về cái mặt âm thanh. Và tổng kết lại, chúng ta có một chiếc camera hành trình giá rẻ mới đến từ thương hiệu SCCAM là SCCAM C200 với một thiết kế hình trụ độc đáo được bao phủ toàn thân bởi kim loại, cộng với khả năng chống rung gyro, cộng với cái việc nó có thể quay lên tới 4K và quay theo kiểu tỷ lệ ngang, tỷ lệ dọc, cùng với rất là nhiều tính năng mà mình vừa liệt kê ở trên, thì mình nghĩ với một cái giá tiền chỉ hơn 2,5 triệu thôi thì đây là một trong những cái sự lựa chọn mới dành cho các bạn. Và đặc biệt là cái chiếc camera hành trình này được sản xuất trong năm 2021, mới một tháng vừa qua thôi, cho nên là về cái sự ổn định của nó, cũng như là những cái phụ kiện của nó, cũng như là những cái tính năng của nó sẽ đem cho chúng ta những cái trải nghiệm tuyệt vời. Và quan trọng là nó có USB-C, khá là tiện lợi. Mình bây giờ mình chỉ việc sử dụng một cái cáp sạc chung với cái điện thoại của mình, chung với những cái thiết bị khác, và không cần phải đem quá nhiều những cái dây sạc rườm ra. Đây là một trong những cái điều mình cực kỳ thích về cái việc nâng cấp của kem SCCAM C200 này. Rồi ok, vậy là tất cả những gì mà mình đánh giá được ở kem SCCAM C200 này. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn có thể để lại comment ha, mình sẽ trả lời những cái thắc mắc đó của các bạn. Và thật là may vì sau 3 tháng rồi mình mới lại được ngồi ở đây để nói chuyện, trao đổi cũng như là chia sẻ với các bạn về những cái sản phẩm để giúp chúng ta có thể quay phim và làm phim được dễ dàng hơn, và tất nhiên là với một cái mức giá hết sức là sinh viên luôn. Ok, và nếu như các bạn quan tâm về kem SCCAM C200 này thì mình sẽ để đường link dưới phần mô tả ha, cũng như ở dưới phần bình luận một cái link Shopee để các bạn có thể vào đó có thể dễ dàng đặt hàng như các bạn ở nơi xa. Và nếu như các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể đến với hai cái chi nhánh gần nhất là ở quận 5 cũng như là ở quận Tân Bình để các bạn có thể trải nghiệm trực tiếp kem SCCAM C200 này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh YouTube của Linh Kiệt Store nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.